chào đón quý vị đến với Mặt Trời Bé Con Little Big Shots Việt Nam. Bây giờ thì đã là niềm tự hào của chúng tôi với chương trình này khi chúng ta gặp gỡ với những mặt trời bé con vô cùng đáng yêu, luôn luôn mang đến cho chúng ta những giây phút thật là thú vị. Và chúng tôi tin chắc rằng một giờ sắp tới đây quý vị sẽ có những cảm xúc hết sức khác nhau, từ thích thú đến ngạc nhiên và chắc chắn xen lẫn cả những sự thán phục của con người trước sự xuất hiện của những người trong chương trình này. Mà bác nhìn cháu thì bác có cảm giác là cháu chả sợ cái gì? Không, khó chứ ạ. Cháu sợ gì? À, cháu sợ chuột. À, cái này là gì, ống nhòm à? Dạ đúng rồi, cái ống nhòm lại nở rồi lại bị sốt keo nữa rồi. Thật ra con chúa ngủ trong giường, nó ngủ trong phòng. Con chơi guitar bass, guitar điện, organ trống. Guitar bass, guitar điện, organ trống. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là một nhân vật mới, một cháu còn rất nhỏ, năm nay mới 5 tuổi, Minh Khang. Cái vali này cháu vừa đi du lịch về à hay sao? Dạ không phải. Không. Nó đựng vào cổ của con. Bác cứ mở ở cái kính này mà ra mà xem đi, sẽ cái bất ngờ lớn nhất luôn. Wow. Sẽ mở xem như thế nào nhá. À. Ở trong này có rất nhiều thứ. Cái này là cái gì? Đây là giỏ bút chơi hay được gọi là giỏ cắm hoa. Chiếc chai rượu bị vứt bỏ đây, con cắt một phần nó. Rồi sau đó con dám mới đắp chai lên để trang chơi. À, đây là cái túi, cái làn, đây là cái giỏ. Cái túi, cái làn, cái giỏ. Ừ. Đây chính là một cái hộp bị bứt bỏ đi, cầm tay chứ nó lại một cái mặt nắp của nó. Sau đó con dán hai sợi dây ở hai bên. À, cái này là cái gì, ống nhòm à hay gì? Dạ đúng rồi, chiếc ống nhòm lại nữa rồi lại bị sốt keo nữa rồi. bác hơi bị vụng, bác bị mạnh tay quá nó bị bung ra của cháu. Cái này là làm từ cái gì? Cái này làm từ hai lục với sơn bị bứt bỏ đi và giấy. Tại sao là con lại thích làm những thứ này? Vì con thích bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường? Giờ đóng lại. Sao đóng lại hả? Mình đóng lại được. Được rồi, mình sẽ đóng lại. Được, con có một trò chơi cho bác. Trò chơi cho bác? Đúng rồi. Đấy là trò chơi gì? Trò chơi nối chữ. Bây giờ là con bắt đầu như thế nào? Bánh kem. Bánh kem? Bánh. Đúng rồi. Bánh kem. Kem tươi. Tươi tắn. Tắm. Nghĩ ra từ gì ghép với tắm. Đê, con thắng rồi. Thôi, nói chung là chơi chữ là bác nhận là bác thua. Thua ngay từ hiệp đầu tiên rồi. Cái câu tắm nó quá hiểm. Từ nãy ấy, những cái đồ mà con làm ấy, con nói là con muốn làm để bảo vệ môi trường. Thế thì con hiểu thế nào là môi trường? Môi trường là chạy nguyên trường quay này luôn. Mắt kính của bác là bác xăm áo của con mọi thứ. Nhưng mà chúng ta đang phá hoại môi trường của chúng ta. Nơi có loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, tê giác, do mà nhiều loại nữa lắm. Chứ đến cá voi nữa. Ừ. Nghiêm trọng lắm. Thế mà con nghĩ rằng là con làm tất cả những này là để bảo vệ môi trường? Con rất là làm chuyện không bảo vệ môi trường. Có một lần con đi tắm biển, con nhặt được cái túi ni lông mà con không biết. Con bỏ nó vào biển luôn. Mà ni lông có ảnh hưởng đến biển. Ừ. Con thật là ngờ ngợt luôn á. Tôi tin chắc rằng là có nhiều người giật mình bởi vì là cô bé 5 tuổi mà nói những câu chuyện nó rất đơn giản thôi. Từ những cái vật liệu đã bỏ đi, bạn ấy tái chế và bạn nghĩ rằng là bạn làm như vậy là để bảo vệ môi trường. Đúng. Và điều quan trọng nhất, ý thức mới là quan trọng. Ý thức của con, nhiều người lớn phải học lắm con ơi. Con không biết nhiều về lục địa và các châu lục nữa. Bắt đầu xong có thể kể hai tên của
xuyên châu lục luôn được không? Mò mình nước Nga từ châu Á xuyên qua châu Âu luôn. Thì sao? Xuyên châu Á luôn. Cái đấy thì nước bác thổ, biết bởi vì bác nước học thổ, ở Nga. Nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Đây là bản đồ thế giới nè. Dạ đúng, đây là hình ảnh của châu Á. Đúng mà ở trên cùng mới là nước Nga. Nếu mà bác học ở đó đó, nước trên cùng á. Đó, bác học ở đó đó. Còn cái điểm cong cong mà gần biển nhất á, trên nữa lên nữa. Đây hả? Đúng rồi, đó là nước Việt Nam của chúng ta đó. Việt Nam của chúng ta đúng rồi. Đúng rồi. Nào bây giờ bác bế con lên, bác bế con lên con chỉ nhá. Dạ. Nào, đâu? Đây là nước Malaysia. Wow. Còn đây là nước Ấn Độ. Hồi xưa là nó bị dính vào nhau, còn sau nó trồi lên tạo thành điện nước Himalaya. Còn đây là nước Lào, đây là nước Campuchia. Ôi dồi ôi, tôi toát cả mồ hôi. Đúng không? Thôi, mình tuân theo mình lên đây mình ngồi đi. Thôi quý vị, chưa một chương trình nào tôi dẫn chương trình mà toát mồ hôi nhiều như thế này. Bác ngồi nói chuyện với con từ nãy đến giờ, há hốc mồm ra để nghe con nói. Châu Á là châu lớn nhất và đông dân nhất luôn á, bác lại văn xăm. Ở châu này cũng con có thể chỉ vô nước mà cái đông dân nhất thế giới được không? Là nước nào? Là cái nước mà trên Việt Nam á. À, nước, Trung Quốc á hả? Nhưng mà Trung Quốc nước đó là lớn nhất và đông dân nhất. Vì nhiều em bé được chào đời liên tục nên mỗi nhà chỉ có được một con thôi. Không thể tin được. Đây là gì? Đây là châu Phi. Châu Phi có sa mạc Sahara, là sa mạc lớn nhất thế giới. Wow. Mà cái hòn đảo mà màu xanh xanh á. Hòn đảo xanh xanh ở góc đây kìa. Đây gì? Bác có thể chỉ cho con đi con. Vì đây có hơi bị gì có nhiều đảo. Chỉ cho con đi. Chỉ đi. Đây hả? Đây hòn đảo này hả? Đó là nước Madagascar. Còn cái nước mà có cái đường ngang á mà ở trên cùng á. Rồi. Thấy không? Mới là bác xong. Rồi, bác thấy rồi. Đó là nước Ai Cập. Rồi có con sông dài nhất thế giới là sông sông Nin. Sông Nin à, sông dài nhất thế giới là sông Nin. Oh. Wow. Rồi. Những câu chuyện nói với con thì từ nãy giờ thì rất là vui và có rất nhiều thông tin. Bây giờ bên sau có hình ảnh khác rồi. À, hình khác này. Đây là gì? Đây là châu Bình Mỹ, bao gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Con sẽ tới vào Bắc Mỹ trước hết nha. Là con có con sông ngắn nhất thế giới là sông... Con sông nó tên gì con cũng không nhớ cho lắm nữa. Người ta cố gắng với là không nhớ nổi luôn. Rồi bây giờ con sông phụng của mình. Ba mẹ cần để biết tên gì đi. À, có gì cần thì hỏi ba mẹ con đúng không? Giờ hỏi đi. Hỏi luôn. Xin hỏi là tại sao cháu nó lại có thể có một cái trí nhớ nó lạ kỳ đến như vậy? Nó biết rất nhiều thứ ở nhiều lĩnh vực mà người lớn nhiều khi không biết như vậy anh? Đa số thì thông tin là cháu sẽ tìm kiếm được tại vì cháu đọc được. Cháu đọc được nên cháu tìm hiểu rất là nhiều thông tin từ sách, báo và thậm chí là... các cái bản tin vắn ở trên kênh VTV chẳng hạn đi, thì bạn ấy đọc được hết tất cả những cái mẫu tin vắn ấy và bạn ấy thu thập những thông tin. Đấy là cái cơ sở, xong bạn lại thắc mắc, bạn lại hỏi tiếp. Thì như vậy đó là cái cách bạn đi tìm kiếm thông tin cho mình. Rồi, rất là cảm ơn anh. Con muốn nói gì? Con nhớ tên rồi là Samurai. Hóa ra bây giờ là nhớ ra tên con sông của Bắc Mỹ rồi đúng không? Nhớ, con đang bị cái... dãy núi dài nhất thế giới là dãy núi Andes. Cũng có thác nước dài nhất thế giới với độ cao 1.000 mét là thác nước San Diego Angel. Nhiều người không biết. Nó là ở Nam Mỹ. Nam Mỹ đúng rồi. Giờ đổi hình đó rồi. À đây hả? Đây là gì? Là châu Âu. Nước mà bác học kéo rộng đến châu Âu luôn. Ui, nó còn nhớ là nước mà bác học kéo rộng đến châu Âu, đến châu Á. Nước Nga đó. Nước Nga đó, đúng, chính xác. Mình quốc gia này cũng có nước quốc gia nhỏ nhất thế giới là nước Vatican nữa. Nó nhỏ lắm. Đúng rồi. Còn gì về châu Âu có thể nói? Châu Âu là châu giàu nhất, không có bất kỳ sa mạc nào. Ui. Những cái điều mà nghe thấy tôi không tin. Từ một đứa trẻ 5 tuổi nhưng mà tôi lại đang ngồi cạnh nó. Tôi đang ngồi cạnh cháu. Dạ, dạ, thiệt, dạ, thiệt. Không biết là rồi sau này Minh Khang sẽ trở thành một nhà khoa học, một nhà thám hiểm. Dạ, bác chị gặp bên sau có hình nói ra
cái con nhỏ, hai con nhỏ con thích nhất được không? Được. Cho nói một là của nhà sáng chế Thomas Edison, người đã phát minh ra bóng đèn. Ông đó nói là thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, còn 99% còn lại là mồ hôi. Là sự cực khổ đó. Wow. Câu thứ hai là của Neil Armstrong, người đầu tiên bước lên mặt trăng. Neil Armstrong nói là đây là bước trình nhỏ của con người, là bước tiến lớn của nhân loại. Bác chịu con rồi, bác tâm phục khẩu phục con rồi. Tất cả những gì con nói đều chính xác. Bác hỏi con một câu hỏi là lớn lên con muốn trở thành ai? Dạ, con đang bị phân tâm. Đang bị phân tâm? Tại vì con mơ nhiều nghề quá. Mơ nhiều nghề quá? Mê nhiều nghề và nghề nào cũng muốn làm đúng không? Đúng rồi, nên hơi bị phân vân. Ừ. Chị vị khán giả ơi, nhớ ủng hộ, nhớ bỏ thêm những giọt dép vệ sinh và nhiều hơn nhiều hồ quan tâm đóng góp thêm cho con đứa con tác chế thành nhiều thứ hay ho nhé. Wow. Có ai mà đóng nhất cho con là con sẽ cho một sản phẩm tái chế luôn. Đây là điều bất ngờ mà con đem đến cho tất cả mọi người ở đây, con biết không? Không biết. Điều bất ngờ vô cùng có giá trị, vô cùng có ý nghĩa. Thưa quý vị, chương trình Mặt Trời Bé Con của chúng tôi, như chúng tôi vẫn nói ấy, là một chương trình... Nào, con ngồi đây với bác cảm thấy rất yêu con. Mặt Trời Bé Con là một chương trình mà ở đó tất cả những trẻ em chúng tôi quan niệm đều là những mặt trời, có những tia nắng rất nhỏ, dịu dàng, trong lành và gửi đến tất cả chúng ta những điều có ích nhất. Như Minh Khang thân yêu của chúng ta, hãy dành cho Minh Khang một tràng pháo tay thật to đi quý vị. Và riêng bé Minh Khang, bác sẽ không để con đi vào một mình đâu. Bác sẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ với con. Con ngồi lên trên cổ bác. Nào. Chúng ta sẽ chào khán giả. Xin chào. Cảm ơn quý vị đã đến với chơi bé con. Wow. Con ơi, đi với con nữa mà. Vali. Vali. Xíu thì